Chào tất cả mọi người, cảm ơn mọi người đã có một chút thời gian quay trở lại với kênh An Thái Auto. Hôm nay em xin giới thiệu tới mọi người một sản phẩm, đó chính là dàn lạnh trước xe của Ford Everest 2009. Sản phẩm được sản xuất bởi công ty Formosa tại Thái Lan. Đây chính là với cái dàn Everest này và Ranger thì nó sẽ có hai dàn. Ngày hôm nay em đang giới thiệu tới anh em là dàn lạnh phía trước xe anh em nhé. Sản phẩm được sản xuất bởi công ty Formosa Thái Lan này. Mã sản phẩm của nó sẽ là 90580670-00. Đấy, Formosa Thái Lan QR để quét mã sản phẩm. Sản phẩm được sản xuất bằng nguyên vật liệu chính đó chính là hợp kim nhôm cao cấp anh em nhé. Đây, dàn phía trước thì nó sẽ sử dụng là van tiết lưu vuông. Đây. Dàn được sản xuất với cấu tạo là các cái tép nhôm đúc cấu thành lại với nhau. Đó. Đây là phía mặt trước dàn này, phía mặt sau dàn này. Đó. Đây, vừa rồi thì em có vừa giới thiệu sơ qua anh em cái sản phẩm đó chính là dàn lạnh phía trước xe của xe Ford Everest 2007 đến 2009. Cảm ơn anh em đã cùng bước chút thời gian xem video của em. Anh em quan tâm tìm hiểu tư vấn về sản phẩm hãy nhấc máy lên liên hệ với em theo số 0769086333. Hẹn gặp lại mọi người trong những video kế tiếp. Em xin chào.